Chào tất cả các bạn nha, mình là dòng bạn Giang. Thì hôm nay không có là hôm nay là chuyên mục cơ động của bà con nông dân các bạn đó. Thì đây là những cánh lúa của mình làm thì đã tới mùa thu hoạch rồi, xong thì bữa nay mình xuống thăm tất cả bà con nông dân và cùng bắt cá nhậu với mình ha. Thì ở đây rất là nhiều cá luôn các bạn. Ở đây thì mình sẽ quay cái cảnh bắt cá cho bạn xem nha. Có chê lắm hả? Các bạn thấy không, đất như vàng là vô cùng rộng luôn, thấy không? Cái gì nướng, nướng có chơi hay gì? Câu đồng bự dưới ha, lóc rồi bự dữ ha. Gồ về cái lóc hả? Cá chê nó chịu nước phèn luôn ơi, cá chê nước phèn nó sống mạnh lắm. Thì các bạn đây là Kiên Giang nhé, đây ở dưới sông nè, dưới sông nè, các bạn thấy dưới sông không? Dưới sông này là tuy là dùng nước mặn nha, nhưng mà sông này là nước ngọt các bạn. Sông này đặc biệt là có rất là nhiều tôm luôn, đặc giớn là tôm, dữ dằn tôm luôn. Rồi các bạn, video mà thú vui miền Tây của mình nó đây là hết ăn, mình là chồng bạn Giang ha. Nếu các bạn xem video mình thấy ok nhớ cho mình một like và đăng ký kênh hồ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.